quay đầu nước sôi, nước đang chảy vô mà quay cái mũi vô luôn nước sôi khó ghé. Rồi dính dây cho rồi, quơ lại nè, nó kéo qua kéo lại dưới vô ngõ thì đó, kéo qua kéo lại dưới vô ngõ giống như anh quay đó. Rồi rồi né ra, dựng thang thả ra đó. Né ra, neo ra. Kẹt luôn rồi. Dướng vô cái ngàm á. Thả xuống cho giặt luôn. Sát thấy nó quay nè quá cao. Quay quay neo lên đây, từ từ đi, quay neo lên. Quay neo lên nha, mũi ra ngoài bỏ lại mới được. Má đạp. Để cập bến được một chiếc xà lan 2004 vô bến giao hàng á, ta nói nó cực dữ lắm mọi người ơi. Vừa thả neo nè, rồi dây neo, dây mang, dây lái, dây mũi, ta nói nó tùm lum tù lưa hết trơn luôn. Cập bến là rất là cực. Dượng Sáu đang bơi xuồng ở dưới để buộc dây cho Dượng Khang. Tại vì bây giờ chiếc của Dượng Khang đang cập nước xuôi. Khi mà cập nước xuôi á thì những cái người buộc dây nè, thả neo nè phải nhanh tay lẹ chân mới được, chứ mà buộc chậm chậm á là xà lan mình cứ ve rồi đạp lái vô ve hoài luôn. Là tại vì á mọi người biết sao không, bây giờ là nước nó đang chảy từ ở phía sau lái, nó chảy tới là xà lan mình đang cập nước xuôi á, mình phải buộc dây nhanh mới được, chứ nếu mà mình không buộc dây nhanh á, mình lấy cái mũi vô thì cái lái nó sẽ bạc ra phía bên ngoài và nó tả hoàng là nó xà lan mình nó quay đầu luôn á.
phải buộc dây cực kỳ nhanh mới được, neo bọng này kia là phải nhanh tay. Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay thì Ngân vẫn tiếp tục làm hàng như mọi khi nè. Bữa giờ Thà Lan Ngân vô đây, Ngân ủi cái mũi vô đây, Ngân làm phần cổng màu vàng ngay chỗ này nè. Đây là chuyến hàng đầu tiên mà Ngân ủi vô đây, Ngân làm cái phần cổng màu vàng luôn. Tại vì mình làm túi Sumbo á, Thà Lan Ngân là làm túi Sumbo hết luôn. Chữ sáu với hữu tiền á, đi đặt 12 củ ngục. Không biết có cá không, đâu mất tiêu hết trơn rồi. Bữa giờ làm hàng thì cũng khá là nhiều rồi, còn ít rồi. Thà Lan Ngân còn khoảng chừng 350 tấn nữa mới xong. Công nhân xuống xúc túi Jumbo, xúc đến khi nào hết thì thôi, hết thằng hàng của mình thì thôi. Công nhân hình như là bị chia ra hai tổ rồi, một tổ làm chiếc ghe và một tổ làm cho xà lan của mình, cho nên là ít, bình thường mỗi khi là làm tới hai hầm đâu, còn bữa nay thì chỉ có 2, 3, 5, 7, 10 người. Bữa nay là hầm hàng mình làm 10 người công nhân. Từ sớm giờ đang làm xe này hình như là xe thứ hai hay sao á. Ngân đi kiếm hũ tiền với Dưỡng Sáu à. Có. Trời ơi, có cá quý vị ơi. Có cá nghe. Cá gì vậy anh Tiền? Còn thắt lát. Thắt lát mày dính. Đó. Ù. Có lý rồi. Đó, có cá liền. Ngân nói là nay không có cá là Tiền ơi, nước mắm còn nhiều lắm. Nó bùng bơn. Trời mày luôn. Đó. Trời. Có cá liền. Ú. Chút xíu nữa à. Đó. Ồ. Bữa giờ Ngân đậu ở chỗ này im ru luôn, đậu không có dời luôn. Ngân đậu có một bến ngay chỗ này duy nhất thôi, có chiếc của anh Tuấn nè, với chiếc của chú Tuấn, đậu chung cặp ở đây luôn. Hai chiếc này thì ra vô hoài à, còn mình thì mình đậu có một chỗ. Wow, cả nhà ơi, ở bên chiếc của anh Tuấn có cái đèn pha led laser mà cái chá màu vàng kìa. Đây, có cái chá màu vàng luôn, còn cái chá của mình là màu trắng. Để Ngân, hôm bữa Ngân có quay cái chá đèn mà Ngân chưa có review. Hả, Dưỡng Sáu với Hữu Tiền chung vô kìa. Ủa Sáu ơi, nãy có con bìm bẹp ở đây bự dữ lắm luôn á. Ủa dân sát thì Thà Lan luôn hả? Ơi kìa kìa, có cá kìa. Ôi cái lăng. Ê cái dứa á Tiền. Dạ hả, cái dứa. Trắng trắng thôi, dừng cái dứa á. Ôi đem tay lưới này ra ngoài thả cái bộ có lý hơn à. Lưới này là lưới ba màng. Hay lưới này hồi đó Ngân hay thả lắm nè. Hai nó cũng cũ lắm rồi. Ở đằng đó có cá thì lội kìa sao. Con cá đó ngày hôm qua hà mới dính. Đó. Ôi thả lưới có lý hơn rồi. Có cá.
gác rồi. Đó là con cá mè đó đó. Ở trên cam này cá mè nhiều lắm. Này xà lan đậu vậy sao thả lưới. Đậu bít chịch hết trơn rồi. Nay ở bên Campuchia ngày nào cũng mưa hết trơn. Chiều là bắt đầu trời mưa. Mưa tầm tã luôn. Nói bây giờ là mọi người thấy kéo mây đen mù mịt rồi đó. Bên đây thì nắng mà bên đây thì mây đen mù mịt rồi. Nhưng mà gió ở bên đây xong thổi bên kia xong á. Bởi vậy cũng đỡ hơn. Cái hầm giờ hầm mũi này giờ ta đi xuống ta xúc luôn. Lấy cái thùng nước lên mình làm nước đá cho mấy ông uống. Hầm mũi thì còn nhiều hơn hầm lái. Hầm lái bây giờ nó nổi cái đít lên luôn rồi đó. Bữa nay cho làm hầm lái đi, ngày mai cái bắt đầu mình làm hầm mũi. Tức cóc là nước đá. Cái chiếc xà lan của anh Tấn bây giờ cũng dời vô làm hàng luôn rồi nè. Mà bây giờ ở trong cảng làm hàng 3-4 chiếc. Hai chiếc xà lan, rồi chiếc ghe, rồi chiếc xà lan này nữa, rồi chiếc của mình nữa. Đậu đặt nghẹt hết trơn luôn. Chiếc này giờ vô không làm được nữa nè. Giờ chuyển mưa mù mịt hết trơn rồi. Đó, xà lan mình bây giờ đang đứng canh chờ đợi xíu nữa. Chờ đóng hầm. Kêu ổng về hả? Sao có người canh mà không chịu về hả? Về đại đi, có người canh mà không dám về mà. Xà lan này không rồi chơi. Mấy trái độn rồi lon bia đầy luôn á. Ở đâu mà ém đầy hết trơn mấy trái độn. Đâu lọt đâu anh. Đâu làm tới đâu. Thường này hàng im quá ha. Đi dễ. Ngồi đâu. Có đồ ngồi luôn. Có pin năng lượng mặt trời luôn chứ không. Chỗ túi combo của mình nè.
Mấy cái xe này thường là chắc khoảng bốn mấy túi, khoảng 45 túi. Túi combo đầy ở trên cảng hết trơn. Thì sáng giờ mình làm, mình như xe này là xe thứ 6, thứ 7 gì rồi đó. Giờ hết xe luôn rồi. Hầm trước thì mới không ghét được nữa hầm rồi. Đó. Còn cái hầm sau thì còn có mấy túi nữa đó. Giờ không biết chiều còn làm nữa không hay là nghỉ không biết nữa. Công nhân lên hết ráo rồi. Có mấy bé cuốn này nè. Kỳ này có con bé bót đực mới nè. Bót mới nha. Bót này có chút chiếu à, cho phối với Mina. Bót mới đó. Mới tiễn vàng bót mới. Nói chứ bót đực này Ngân mới mượn của bên xà lan của Thiêm Dũng. 4-5 con giờ nó đeo mình nè. Bót ơi, bót Ken ơi, bót Ken. Ken. Ken ơi, Ken. Cả nành thấy sợ luôn. Mẹ Su Su á, từ ngày sanh em bé xong giờ mập ú à. Rất là mập luôn. Lúc chú cũng nhôm nhách rồi. Cái mặt Mina. Cái mặt Mina. Mina mê chai nè. Mê chai đẹp nè. Một ngày á, bên xà lan mình làm 5 xe. Xe này là xe thứ 5. Bây giờ công nhân đi lên hết rồi. Trời thì cũng chuyển mưa mù mịt rồi. Giờ kéo hầm lại luôn. Có dược khang con phụ luôn à. Chuyển mưa mù mịt. Giờ mình sẽ đẩy hầm nữa luôn. Chiều nay là mình làm hàng xong rồi đó. Xe này là xe cuối cùng. Mấy cái xe này đi chở hàng đi qua cái gì của Campuchia, không có cho chở quá tải. Bởi vì chở ít lắm. Mưa luôn rồi. Mưa lâm râm luôn rồi. Ba bốn nắp ở trước mũi. Em tới là khổ à. Trời mưa lâm râm luôn rồi.